Chào anh em, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em chiếc Surface Pro 6 và tất cả những gì anh em thắc mắc về cái thế hệ Surface Pro mới nhất của Microsoft. Sau video này, anh em sẽ có câu trả lời. Nếu như anh em đang xài Surface Pro 5 thì chuyển sang cái phiên bản thứ 6 này thì nó không khác gì nhiều về cái thiết kế cả. Chúng ta vẫn có một cái thiết kế rất là đặc trưng của cái dòng Surface Pro kể từ cái dòng Pro 3. Thì với một cái máy có cái cỡ là màn hình là 12.3 inch và cái vỏ này thì được làm bằng magie. Đó, sắc màu thì vẫn là sắc xám và hoàn thiện theo hơi sần mịn. Tuy nhiên thì kể từ thế hệ thứ 6 này thì Microsoft đã bổ sung một cái màu đen. Thành ra nếu như mà anh em muốn có cái gì đó là khác biệt trên cái chiếc Surface Pro mới thì anh em nên mua cái phiên bản màu đen, nó sẽ đặc trưng hơn. Trên cái chiếc Pro 6, Microsoft vẫn có giữ lại cái thiết kế chân trống như thế này. Và cái góc mở của nó thì vẫn rất là rộng, để đảm bảo được là chúng ta có thể sử dụng cái máy này ở nhiều cái tư thế khác nhau. Chúng ta có thể dùng như thế này để mà chúng ta vẽ vời, hoặc là chúng ta có thể đưa cao lên để có thể có một cái góc quan sát, cái góc nhìn nó tuyệt vời hơn. Và cái cơ chế bản lề thì nó vẫn tương tự như vậy, nó mở rất là mượt mà và nó cũng rất là chắc chắn dù là cái góc mở rộng hay là hẹp. Ở bên dưới cái phần bản lề này thì chúng ta vẫn có một cái khe thẻ nhớ microSD, và cái khe này thì nó có thể hỗ trợ cái dung lượng thẻ nhớ tối đa là 2TB với cái chuẩn thẻ là SDHC, đó là cái chuẩn thẻ mới và tốc độ cũng rất là cao. Còn về cái độ mỏng thì nếu bạn hy vọng có gì đó mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn trên cái thế hệ Surface Pro 6 này thì nó vẫn không có gì thay đổi so với cái đời 5. Đó là nó vẫn có cái độ mỏng khoảng 8.5mm, và về bố cục các cổng kết nối và cả cái thiết kế cái phần viền này, khung này thì nó vẫn y hệt. Nó vẫn khá là cong để mà chúng ta có thể cầm chiếc máy này trong tay, nó không có bị cấn nhiều như là cái đời Pro 3 và Pro 4. Và các cổng kết nối cũng như là các nút bấm thì vẫn ở cái vị trí tương tự. Mình không thích cái nút nguồn nó nằm ở bên trái, và lần này Microsoft vẫn giữ nó nằm ở bên trái. Thì đa phần là chúng ta thuận tay phải, và việc để nó bên trái nó sẽ hơi bị vướng víu khi chúng ta thực hiện cái thao tác bấm mở máy theo thói quen là đưa tay lên đây. Về cổng kết nối trên cái dòng Surface Pro 6 thì điều anh em mong chờ đã không xảy ra, đó là Microsoft vẫn nói không với cổng USB-C cũng như là Thunderbolt 3. Hãng vẫn giữ lại cái cổng Surface Connector để mà đáp ứng cho cái chuyện vừa sạc, vẫn là cục sạc cũ đó. Cổng USB chuẩn A 3.0 và Mini DisplayPort. Tại sao mà Microsoft lại không trang bị cái cổng USB-C trên cái thế hệ Surface Pro 6 này cũng như là nhiều cái dòng Surface khác? Thì theo cá nhân mình nghĩ rằng Microsoft muốn giữ cái cổng này như là một cái cổng độc quyền để hãng có thể bán những cái phụ kiện đi kèm với nó, chẳng hạn như là Surface Dock hay là những cái adapter để chuyển đổi sang những cổng khác. Bản thân cái cổng Surface Connector này là một cái cổng nó cũng sử dụng PCIe LAN, và nó có cái tốc độ, thậm chí cái băng thông thậm chí còn cao hơn so với cái Thunderbolt 3. Thành ra thì với cái cổng này, những cái thiết bị gắn ngoài, những cái phụ kiện gắn ngoài chẳng hạn như cái Surface Dock, thì anh em có thể thấy là nó có rất nhiều những cái cổng mở rộng khác, cũng như là có thể trình xuất được cả hình ảnh, dữ liệu lẫn kim luôn và rọt sạc. Thành ra là việc trang bị cái cổng USB-C trên cái chiếc Surface Pro 6 thì mình nghĩ nó hơi bị chồng chéo với chức năng của cái cổng này. Đó là lý do, một phần lý do mà mình nghĩ là Microsoft vẫn nói không với cổng USB-C. Chuyển sang cái phần trước của cái chiếc Surface Pro 6 này thì chúng ta vẫn có một cái màn hình cỡ 12.3 inch và cái chất lượng hiển thị thì nó không khác gì so với cái thế hệ thứ 5. Nó vẫn dùng cùng một cái tấm nền IPS của LG làm, cũng hỗ trợ cái công nghệ Pixel Sen, và độ phân giải thì vẫn y hệt, tỷ lệ màn hình vẫn là 32. Tuy nhiên về cái viền màn hình thì Microsoft đã làm mỏng được một chút xíu. Nó không quá nhiều để mà vẫn đảm bảo được chúng ta có không gian để chúng ta có thể đặt tay, chúng ta cầm thoải mái khi vẽ vời hay là khi thao tác, khi chúng ta sử dụng chiếc máy này ở cái chế độ tắt bếp như thế này. Về chất lượng hiển thị thì mình vẫn đánh giá cao chất lượng hiển thị của những cái chiếc Surface Pro, và trên cái thế hệ thứ 6 này thì Microsoft vẫn giữ được những gì tốt nhất của hãng với một cái màn hình có cái độ sáng cao gần 400 nits, độ tương phản trên 1000 và cái black level cũng như là cái white tone khá là tốt. Cái độ bao phủ giải màu của cái màn hình này thì nó cũng đạt trên 70% Adobe RGB cũng như là 90% RGB. Tuy nhiên thì với cái phiên bản mình mượn được thì nó hơi bị ám xanh, thành ra chúng ta cần phải cân chỉnh lại nếu muốn sử dụng nó để mà làm đồ họa hay là thiết kế. Cũng trên cái màn hình này thì nó vẫn hỗ trợ cảm ứng 10 điểm và cũng hỗ trợ luôn những cái phụ kiện quen thuộc như là Surface Pen. Thì cái chiếc Surface Pen này là chiếc Surface Pen đời cũ và mình vẫn dùng nó thoải mái trên cái chiếc Pro 6 với đầy đủ những tính năng. Hai loa của Surface Pro 6 vẫn được đặt ở hai cạnh như thế này, và mỗi loa có công suất là 1.6W, và âm lượng âm thanh đầu ra cũng như là cái chất lượng của nó rất là tốt so với những cái chiếc tablet cũng như những cái chiếc máy tính Ultrabook. Thì mình thật sự ấn tượng với lại cái hệ thống loa này, bởi vì dù là hai loa stereo thôi nhưng mà nó tái hiện rất là tốt những cái dạng treble, mid và bass, dù không có vẫn rất là phẳng nhưng mà vẫn có cảm giác nó khá là lực trong cái âm thanh phát ra, rất là phù hợp để chúng ta
xem phim và chúng ta giải trí với những cái hình ảnh, những cái màn hành động rất là hay. Tương tự ở phía cạnh trên của cái phần màn hình thì nó vẫn có cái cụm webcam. Thì cái webcam này có cái độ phân giải là 5 chấm và đi kèm với những cái cảm biến hồng ngoại để có thể nhận diện khuôn mặt với tính năng Windows Hello trên Windows 10. Camera phía sau thì vẫn là độ phân giải 8 chấm và có hỗ trợ tự động nét để chúng ta có thể quay những cái clip nhanh gọn cũng như là khi cần có thể chụp hình được. Cái nâng cấp đáng chú ý nhất trên cái dòng Surface Pro 6 này đó là cái cấu hình. Thì cái phiên bản mình mượn được là con nó chạy con Core i5-8250U. Đây là một cái con CPU 4x8 luồng tiết kiệm điện và đang rất là phổ biến trên những cái chiếc Ultrabook cũng như là những cái chiếc laptop phổ thông trong năm vừa qua. Cái điểm mà mạnh hơn, lợi thế của con CPU này so với cái thế hệ Kabilex trước đó là nó có nhiều nhân hơn và nó cũng sẽ tiết kiệm pin hơn. Thì với cái chiếc máy này, bên cạnh cái con CPU Core i5-8250U thì nó có 8GB RAM và Microsoft cũng trang bị, cũng cung cấp nhiều cái tùy chọn về cấu hình, chẳng hạn như là 16GB RAM, rồi có i7 và cái bộ nhớ trong thì có rất là nhiều mức dung lượng. Cái phiên bản của mình dùng là cái phiên bản dùng bộ nhớ 128GB, loại SSD NVMe và có thể lên tối đa tới 1TB. Thì càng lên cấu hình thì dĩ nhiên giá của nó sẽ rất là đắt. Tuy nhiên thì trên cái cấu hình của Surface Pro 6 thì nó vẫn có một số điểm lưu ý, chẳng hạn như nó vẫn dùng cái bộ nhớ DDR3 thế hệ trước, thành ra cái xung nhịp tối đa của nó chỉ là 1866MHz. Còn trong khi đó với những cái bộ nhớ DDR4 thì chúng ta đều biết rồi, cái xung của nó có thể trên 2400MHz. Một điểm nữa mà mình không thích lắm trên cái cấu hình của cái chiếc máy này đó là cái SSD mà nó sử dụng. Thì Microsoft đã từng gặp một cái fault về cái SSD tốc độ rất là chậm trên cái thế hệ Pro 3 và trên cái phiên bản Pro 6 này thì nó cũng gặp một cái điều tương tự, đặc biệt là với phiên bản 128GB. Thì cái chiếc SSD trên chiếc máy này là nó dùng cái ổ của Toshiba làm và cái tốc độ truy xuất của nó thì rất là ngạc nhiên khi nó đọc chưa tới 1200 một giây và ghi chỉ có mấy trăm mem một giây thôi. Đây là một cái điều rất là lạ kỳ. Mình không rõ là do phần mềm hay là do cái SSD này nó bản chất nó như vậy, nhưng mà mình thấy nó rất là lạ. Và nếu như anh em mua phiên bản 256GB thì mình nghĩ lúc đó thì Microsoft sẽ chuyển sang dùng những cái loại bộ nhớ, những cái bộ SSD cũ của Samsung thì nó sẽ mang lại cái hiệu năng tốt hơn. Đây là điều mà Microsoft đã từng làm với cái thế hệ Pro 3 và Pro 4 trước đây. Thì bỏ qua hai cái yếu tố mà mình vừa mới nói thì cái con Core i5-8250U trên cái chiếc Surface Pro 6 nó thực sự mạnh hơn rất nhiều so với cái phiên bản mà nó thay thế là cái phiên bản Core i5-7300U trên cái dòng Surface Pro 2017. Thì chúng ta có thể thấy là trong với cái bài test Cinebench thì nó có thể dễ dàng đạt cái xung đạt cái điểm số là đa nhân trên 500 điểm và đơn nhân là khoảng 140+ điểm. Đây là một cái mức điểm rất là ngang bằng so với những cái chiếc máy dùng cùng con CPU này trên thị trường. Thì với cái điểm số này thì nó nói lên cái điều gì? Đó là khi chúng ta sử dụng những cái tác vụ cần phải chạy đa nhiệm, chẳng hạn như khi chúng ta xuất video bằng Premiere hay là chúng ta xuất hình bằng Lightroom chẳng hạn, thì cái con CPU này có thể đạt được cái hiệu năng rất là tốt và nó có thể chạy với cả 4 nhân ở cái mức xung ổn định là ở 2.6GHz. Đây là một cái mức xung rất tốt bởi vì hầu hết những cái máy Ultrabook với cái thiết kế mỏng nhỏ thì cái hệ thống đẳng nhiệt của nó sẽ không có thể đáp ứng được cái mức nhiệt độ con CPU này cũng như là giữ cho nó chạy được tối đa sức mạnh của nó. Thì với cái mức xung 2.6GHz 4 nhân thì mình hài lòng với nó. Còn với cái mức xung đơn nhân thì nó dễ dàng nó đạt được cái mức xung tối đa của con Core i5-8250U đó là 3.4GHz. Đó là trên cái chiếc Surface Pro 6, chức năng của nó rất là tốt. Còn về cái phần GPU thì anh em đều biết rằng cái bản chất GPU tích hợp UHD 620 trên con Core i5-8250U nó vẫn y chang cái phiên bản HD 620 trên cái dòng Kabilex cũ, thành ra là trên một chút xíu về bo mạch về cái xung nhịp thôi, thành ra là cái hiệu năng xử lý những cái tác vụ đồ họa thì nó cũng gần như là tương tự nhau. Với cái bài test Firetrail này thì nó đạt được là 126 điểm, thì đây là một cái mức điểm rất là tương đồng với những cái phiên bản những cái chiếc máy khác dùng con UHD Graphics 620. Thì với cái khả năng đồ họa của UHD 620 thì chúng ta có thể sử dụng khai thác con GPU này với những cái ứng dụng đồ họa như là Photoshop hay là Lightroom, cũng như là có thể chơi được một số cái tựa game nhẹ nhàng, game online. Còn với những cái gì nặng hơn thì chúng ta vẫn phải cần những cái chiếc máy có tích hợp cả đồ họa RGB, chẳng hạn như là cái dòng Surface Book. Cái điều mà rất là ngạc nhiên trên cái chiếc Surface Pro 6 này đó là nó chạy rất là mát. Với cái hệ thống tản nhiệt bên trong có một quạt và ống đồng thì nó vẫn giữ cho cái con CPU Core i5-8250U chạy ở một cái mức nhiệt độ rất là lý tưởng là dưới 80 độ C, trong khi vẫn giữ được cái xung tối đa, cái xung đa nhân là 2.6GHz rất ổn định luôn. Và cái việc mà tản nhiệt tốt nó cũng khiến cho cái
trải nghiệm của chúng ta khi chúng ta sử dụng chiếc máy này ở cái chế độ touchless, chúng ta cầm trên tay, chúng ta vẽ vời qua thời gian thì nó cũng không bị quá nóng. Chẳng hạn như khu vực này là khu vực mà nó sẽ nóng nhất, ấm nhất bởi vì nó nằm ngay phía trên khu vực tản nhiệt và nó có nhiệt độ vào khoảng đầu là 40 độ thì nó là khu vực nóng nhất. Đó, chúng ta có thể cảm nhận được bằng tay, bằng thông qua da. Trên cái dòng Pro 6 thì Microsoft đã nâng cấp cái dung lượng pin của chiếc máy này lên 48 Wh, nó nhiều hơn khoảng 3 Wh so với cái phiên bản cũ. Mình sử dụng hàng ngày để làm việc và mình thấy rằng cái thời lượng pin của nó tốt hơn nhiều nhờ con Core i5-8250U. Đó. Thì thời lượng sử dụng với cái điều kiện là độ sáng màn hình 75% và làm việc liên tục thì nó với những cái trang web, với những cái ứng dụng như là Photoshop hay Lightroom thì nó có thể đạt được là trên 6 tiếng. Đó là mức thời lượng pin mà mình cảm thấy là hài lòng với một cái chiếc máy mà touchless nhỏ gọn thế này. Tuy nhiên thì nếu mà những anh em có nhu cầu sử dụng nó kéo dài trong 8 tiếng hay là hơn 8 tiếng một ngày thì anh em có thể linh hoạt điều chỉnh cái độ sáng màn hình thấp xuống cũng như là sử dụng cái chế độ tiết kiệm pin, thì cái xung nhịp của con Core i5-8250U nó sẽ được cắt xuống rất là nhiều và nó vẫn mang lại cái trải nghiệm nó đủ tốt và chúng ta có thể kéo dài thời lượng pin ra. Như vậy là mình đã giới thiệu chi tiết cho anh em về cái chiếc Surface Pro 6. Cũng cần lưu ý là những cái phụ kiện cũ của cái dòng đời trước thì nó vẫn sử dụng rất là tốt trên cái dòng Surface Pro mới nhất này. Và sau vài hôm sử dụng thì mình nhận thấy đây là cái chiếc Surface Pro đáng mua nhất trong số những cái chiếc Surface Pro mà Microsoft từng giới thiệu, bởi vì chính vì cái sự thay đổi về con CPU, nó mang lại một cái hiệu năng lớn hơn, mạnh hơn và thời lượng pin nó vẫn đủ để đáp ứng cái nhu cầu làm việc của chúng ta. Thì nếu như anh em muốn một cái chiếc máy mà nó vẫn có cái thiết kế quen thuộc của dòng Surface Pro và cũng như là hiệu năng cao hơn và vẫn đủ nhẹ để chúng ta có thể đem đi làm thoải mái, thì mình nghĩ đây là phiên bản rất đáng để anh em quan tâm. Cái phiên bản mình mượn được là cái phiên bản có cấu hình thấp nhất của cái dòng Surface Pro 6 năm nay và nó có mức giá là từ 900 đô. Và nếu mà anh em chọn phiên bản Core i7 rồi 16GB RAM rồi bộ nhớ cao hơn thì nó có thể lên tới là 2300 đô, thì mức giá vẫn là một cái thứ mà khiến chúng ta xa cách với cái dòng Surface Pro. Thì mình nghĩ với anh em có điều kiện thì anh em hoàn toàn có thể đầu tư vào cái chiếc máy này. Rồi, cảm ơn em đã xem video.